đặt lọp bắt cua đồng mùa nước nổi, được coi là một nghề tạo thêm thu nhập của nhiều người dân ở xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Nghề lọc cua đồng có thể làm quanh năm, nhưng cao điểm mùa nước nổi từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch hàng năm sẽ cho thu nhập tốt nhất. Hàng ngày thì từ 4 giờ sáng, người dân xã Bình Thạnh đã ra đồng thăm lọc và thu hoạch cho đến khoảng 11 đến 16 giờ sẽ là thời điểm mua bán cua diễn ra sôi động nhất. Năm nay thì giá thu mua cua tại vựa là 15.000 đồng một kg. Riêng cua kình có càng to, giá cao đến 35.000 đồng một kg. Thời điểm hiện nay thì các chủ vựa có thể thu mua từ 450 đến 500 kg cua bán đi nhiều tỉnh thành trong cả nước. Số lượng cua bắt được sẽ phụ thuộc vào số lượng lọc. Nếu đặt khoảng 600 lọc trong ngày, mỗi người dân có thể thu hoạch từ 50 đến 60 kg cua đồng. Với giá bán như hiện nay thì sẽ có thu nhập từ 500 đến trên 1 triệu đồng. Khi mùa nước nổi qua đi, lượng cua đồng ít nên người đặt lọc mỗi ngày chỉ bắt được từ 7 đến 8 kg. Bù lại thời điểm đó, cua khan hiếm lại bán được giá cao khoảng 60.000 đồng một kg, nên nhìn chung người dân vẫn có thu nhập ổn định quanh năm. Ở xã Bình Thạnh hiện nay thì chỉ còn khoảng 12 hộ làm nghề đặt lọc cua đồng. Những năm trước nước lũ về ít nên cua không nhiều và tiêu thụ chậm. Năm nay nước lũ về sớm nên bà con đang tranh thủ đánh bắt thủy sản kiếm thêm thu nhập.